Kính thưa quý vị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền biển trong tình hình mới. Theo đó, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền biển đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng, phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đảng, của đất nước, của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng, hướng mạnh về cơ sở, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến, tăng cường hình thức trực tiếp đối với lĩnh vực địa bàn, vấn đề phức tạp nhạy cảm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở trung ương, tỉnh, huyện, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.